Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng gì thì mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà mình cũng đang phân vân, đó là vị tướng Ra. Thì cũng khá lâu rồi mình cũng chưa làm clip về Ra, ok. Thì tại cái này của bạn ấy đang ở trên kim cương mà. Thì mình cũng không có chắc chắn là mình sẽ chơi được vị tướng đấy, nên mình sẽ không bảo phải trang bị nhá. Tí nữa vào trận thì mình sẽ trang bị sau nha, ok. Rồi ok, hôm nay mình đứng thứ 3 rồi kìa. Wow. Hôm nay mình sẽ làm clip trên cái nick của bạn MFF anh HLQ. Vâng, mình cũng chả biết gì nữa. Thường thường thì ở trên rank kim cương thì họ sẽ cấm Murad với cả Violet. Đấy, bên kia là Big Slim rồi. Vâng, Slim mới được chọn. Vâng, và Tel Anat cũng sẽ được lấy ra. Zuka cũng được sử dụng. Không biết các bạn có khóa luôn hay không đây nữa. Đấy, mình sẽ chọn về tướng Ra nhá. Wow. Natalia, Zil. Ủa sao bên kia nhiều phép thế? Hai pháp sư luôn à? Nếu mình đoán không lầm thì Natalia sẽ đi đường giữa. À không không, bạn ấy đổi thành Lữ Bố luôn rồi. Lữ Bố còn Zil. Zil có lẽ sẽ đi đường giữa hoặc không. Đúng rồi, Zil đi đường giữa. Salim chắc chắn là đi rừng rồi đấy. Trận này có vẻ hơi căng đây. Bên kia có xuất hiện của vị tướng Châu Ga nè. Ghê. Ok, thì mình đã pick ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn bản ngọc nha. À, bản ngọc phép của bạn này khá là ngon đây. Phép được 85. Và được rồi, cũng phép được cộng 61. Thôi dừng nhé. Bạn đi dừng cũng được, không sao hết. Đấy, Tel Anat hiện tại bây giờ họ không phải là AD nữa rồi, nhất thiết. Giống như là Tel Anat bây giờ có khả năng giống như là Violet, cũng như là Slim ấy. Vừa AD được, vừa đi chơi theo cái phong cách đi dừng được luôn. Máu lửa lắm. Và thế mình hôm nay có Wonder Woman. Một vị tướng mới ra mắt. Lữ Bố. Lữ Bố cũng được. Thế mình Zuka rừng nhé. Không, đã có AD đi rừng rồi đấy thầy. Bên kia có John cả Arduin. Arduin đi cùng John. Châu Gan đi đường kim công. Zil đi đường giữa. Slim đi rừng. Vâng, đó là cái thế mình đoán là như thế. Có vẻ còn Iron. Mình cũng chả biết nữa. Zephyr à? Thế mình có Zephyr. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Ra nha. Cái vị tướng Ra này ấy, thì cũng khá lâu rồi mình chưa chơi. Nhưng mà thấy có nhiều bạn yêu cầu mình làm rồi thì ok, mình sẽ làm một clip ngày hôm nay. Đấy, mình cũng thích chơi Ra lắm. Tại vì Ra nó có cái khả năng gọi là biến hóa khôn lường, những pha và múa lửa gọi là như siêu nhân. Wow, kim cương 2 mà gặp cái kim cương 2 mà gặp cái cao thủ luôn. Chắc là bạn gấu với cả bạn Zuka cộng với cả Tel Anat đánh chung ấy. Chắc mình đoán là như thế. Hai bạn ấy đứng cùng nhau mà, chắc là vậy. Còn Tel bên kia thì không biết có ai đánh cùng nhau không, mình không biết nữa. Arduin hiện tại mình thấy khá là trâu ấy. Cái chiêu 2 của nó trâu cực kỳ luôn. Cũng như là cái chiêu 1 của nó khá là khó chịu. Nhưng mà nó nếu mà sử dụng chúng rồi nó sẽ được hất tung. Và lợi hại lắm. Quá trời luôn. John thì nghe mình thấy nó cũng vẫn không được nổi bật cho lắm. Trong những trận đấu hạng thì có nhiều trận thì nó khá là nổi trội, nhưng mà nhiều trận vẫn chưa được hay. Ok, để xem trận đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào đây. Mình sẽ đối đầu với cả Zil. Vâng, Zil vãi trưởng. Đâu rồi, ok. Đầu tiên thì trang bị vương triệu bùng lổ với cả cái vương miệng. Thì đó là hai cái món mà thường thường rất là nhiều bạn sử dụng. Đấy. Thì mình cũng thế thôi. Bạn ấy trang bị như thế nào thì mình sẽ quất như thế. Nó máu lửa. Đấy, hiện tại thì Zil đã ra rồi. Bạn ấy đang chém gió. Và chém gió mấy con lính thôi, mình chả sợ. Mình không sợ, Ra không sợ tí nào hết. Mà cứ múa lửa thoải mái. Đấy. Đây, bây giờ thì đầu tiên thì mình cứ ăn bình thường thôi. Mình sẽ cố gắng, mình đi đường giữa mà. Thường xuyên đi gank sẽ tốt hơn nha. Cái vị tướng Ra này thì có khả năng đi gank khá là nhanh. Những cái chiêu 2 cũng như là chiêu 1 của nó rất là lợi hại. Chiêu 2 thì trúng này. Bụp, úi giời ơi, hai cái bụp thế là sợ rồi, sợ ngay. Ui dồi ôi,
Tại vì mình đứng trong lùm mê mạn này, không biết mình đi xuống ganh đỉnh giữa hay mình đứng đâu hết á. Bụp, ôi giời ơi, ba cái vào mặt. Ôi xong rồi, Diêu bên kia bị dính ba trưởng như thế này. Là im, phải im lặng. Những cái trường hợp như thế này mình phải im lặng. Đấy, bạn chỉ cần lơ đẩy một cái, lạng lách qua đây một cái là mình bụp hai phát nữa thôi. Nửa cái máu như chơi ấy. Đây 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 đây, có chuối, có chuối. Chà, ui dồi ôi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, nhầm. Nhưng mà không sao, không sao hết. Đây chỉ là một pha gọi là nhử hàng đối phương thôi. Hãy xem này, bụp, ui dồi ơi, bụp một phát là có tiền ngay. Sung sướng cuộc đời ngay. Đứng đây mà lấp nó này, bạn đứng đây cũng núp à. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển xuống đường dưới. A à, thỏ a à, chà chà. Thỏ chạy rất nhanh. Và đến nếu mà trúng thì có lẽ mình sẽ sử dụng cái chiêu một vào mặt bạn ấy luôn đấy. Nhưng mà bạn ấy nhảy qua bên kia quá là nhanh luôn. Hay, chứ không phải là hay rồi. Thì ra thỏ ra ganh đỉnh giữa. Ok, bạn này ganh mình thì mình lùi về thôi, không chứ đâu mà sợ. Cấp 4 rồi. Thanh niên kia có khả năng sẽ ăn rồng. Và ok, mình đang di chuyển ra, đang di chuyển khu vực đường rồng. Theonat vừa bắn chết Edwin. À, mình kia đang ăn rồng. Ra làm gì đây? Chiêu 2 trúng rồi, ăn được con rồng rồi, chiêu cuối tung ra. Vâng, và chiêu 1 tung lên không trúng ai hết. Sóng âm và bộc phá chết ngay vị tướng, đó chính là vị tướng John. Và chiêu 2 không trúng, bạn ấy lướt đi quá nhanh. Vâng, một pha cướp rồng quá hay luôn. Không ngờ mình hay đến thế luôn. Một pha gọi là xử lý rất là tốt khi mà ra sóng âm. Chiêu 2 chuẩn xác đến từng mm trúng vào con rồng, hạ gục con rồng trong vòng 1 phút 30 giây. Đó là một pha hạ gục con rồng trong vòng nửa giây chứ không phải 1 phút 30 giây nữa rồi. Quá hay. Cũng như là sử dụng chiêu cuối chuẩn xác thì như chúng vào đấy 2 hay sao ấy, 2 hay 3 người gì đấy. Và hạ gục được vị tướng John bằng một pha bộc phá tuyệt vời. Vậy là hay rồi. Không thể nào xử lý hơn được nữa rồi. Cướp được con rồng, giết được một mạng. Quá hay, trong khi bên kia tem đấy, tem bên kia trong pha vừa rồi hình như là có 4 mạng, có 4 người ở đấy và đang di chuyển không có đường dưới. Mình đang di chuyển không có đường dưới, đó là ra, đấm, rồi, thành công, đẩy về, rất hay, và hất tung, vâng, và đó là vị hất tung của Arwin. Nhưng bạn có thoát được không đây, 3 người đang có giao tranh, vâng, đó lại là một pha mà đến từ vị tướng Teonat, pha canh thành công đến từ ra, vâng, ra di chuyển rất là hay. Mình đấy, không sao hết. Nhưng mà mình hay thì mình nói hay thôi. Vâng, một pha gọi là cú đấm tay không thành công. Thật sự ra nó là cú đấm chân không cơ. Nhưng mà cái này mình sóng âm bằng tay mà, gọi là cú đấm tay không chứ. Đấm bằng tay chứ ai đấm bằng chân bây giờ. Đá bằng chân, đấm bằng tay và đang di chuyển lên. Và Wonder Woman thì do đang gọi khô máu. Sóng âm và thành công nằm xuống. Đó là vị tướng John. Một pha gọi là KS quá lợi hại. Và Wonder Woman vừa ra hỏi chấm. Sự ra mình không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà đó là một pha ganh thành công thứ 2, thứ 3 của vị tướng ra. Cái đấy nếu mà trong trường hợp đấy nếu mà mình không lên ai biết đâu được. Mình gọi là cú đấm tay không mà hụt một cái có khi bạn đó sẽ phải nằm xuống. Đây đang di chuyển nó có con bồ xanh. Sóng âm, cú đấm tay không, chuẩn xác rồi nhưng mà bạn ấy đã chết trước khi mà gọi là cái chiêu thức của mình được tung ra. Rất là đen. Pha gọi là KS mà không thành công của mình đấy. Vâng, một pha nói chung là nãy là có một pha cướp rồng quá hay. Trúng rồi, hay quá, bạn ấy quá hay. Vâng, một pha xử lý tuyệt vời đến từ Jill. Vâng, xém nó thì ra có thể sẽ phải chết ngược. Sau pha Jill còn tí máu vừa rồi. Bạn ấy chém gió rất là hay. Chém gió sử dụng chiêu 1. À, sử dụng chiêu 2 chạy về khá là tốt. Vâng, đó là cái chết của vị tướng Wonder Woman. Sau khi mà bạn ấy hạ gục được vị tướng Châu Gan thì bạn ấy cũng đã bị John bắn vào tam sát. Trong phong vừa rồi mình cũng cú đấm tay không của mình chuẩn xác. Bạn ấy chỉ còn một tí máu thôi nhưng mà bạn ấy sử dụng chiêu cuối quá hay. Nếu như mà trong phong vừa rồi mình không sử dụng cái chiêu cuối bay vào thì vị tướng Jill kia bạn ấy vẫn có thể sử dụng cái chiêu 2 và biến về thành công. Nói chung là không biết nói gì nữa nhưng mà pha đấy thì bạn ấy xử lý rất tốt. Trong trường hợp vừa rồi thì ai cũng xử lý như mình thôi. Nếu mà bạn ấy không sử dụng chiêu cuối nhanh tay thì bạn ấy sẽ phải bỏ mạng ra xa trường. Đấy. Còn bạn ấy xử lý nhanh tay quá thì thôi, mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì bạn ấy có chiêu 2, ok.
Rồi dòng hắc ám đã bị vị tướng đeo nát hạ gục rồi. Còn đấy đang thập thò đây. Hay sắp tới đây. Ui dồi ôi, không trúng. Và trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Đại đang chém gió. Xem đây chứ. Ôi bộc phá không đủ tầm. Vãi cả trưởng. Vâng, lại một pha thoát chết thần kỳ đến từ Diu nữa. Vâng, đấy là những pha thoát chết thần thánh trong trận đấu ngày hôm nay. Mình sẽ phải biến về thôi, với số lượng máu của ít ỏi như thế này mình sẽ biến về. Và bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực đường giữa nhá. Zephy đang gọi là me vị tướng thỏ Slim. Nhưng mà thỏ Slim rất là nhanh trí, bạn ấy gọi là giống như thỏ ấy, rất là thông minh. Ai thấy có động một cái là bạn ấy nhảy về ngay là mà luôn, không kịp gì phải suy nghĩ thêm cả. Vâng, chắc có lẽ sẽ có giao tranh ở khu vực đường giữa trên này. Vâng, bắn sóng âm không trúng mà trúng châu gan. Chết rồi, một em voi đã phải bị nằm xuống dưới bàn tay của vị tướng ra đó là mình. Vâng, lợi hại quá, quá lợi hại. Sử dụng nộ long cước chiêu cuối cùng của mình ấy, bay vào vâng, và đấm một phát chết luôn. Rất hay, mình đã biến về rồi. Tên bên kia đang bị hành hạ rất là ghê gớm. Khi mà tên mình có những vị tướng rất hay, đó là Teoanat 4-0, mình thì 3-0. Mình thì không thể khoa hay bằng bài đấy được, nhưng mà cũng tạm tạm thôi. Ai đây? Arduin dính một chưởng. Arduin dính một chưởng rất là đau luôn. Bạn ấy khóc thét lên vì một cái chưởng của mình. Tại vì cái con ra này, nếu mà chiêu 2 của nó trúng liên tục 2-3 cái thì rất là thấm nhá. Đau cực kỳ luôn. Thường thường thì chiêu 2 trúng là mình sẽ chiêu 1 và chiêu cuối đưa về. Đấy là cái combo của vị tướng ra này. Ủa Teoanat mà chiêu 1 bắn tan xác giòn. Quá lời hại. Không thể tin được, và đấy mà chiêu 1 mà bắn từ đằng xa luôn, đứng ở bên ngoài bắn câu ở bên trong mà lủng người luôn. Kinh quá đi mất thôi. Vâng, pha gọi là cú đấm tay không chuẩn xác. Trúng không? Không trúng, bạn ấy rất là nhanh tay lẹ mắt bạn chạy về rồi. Và Diu làm gì đây? Diu nằm xuống. Vâng, một pha gọi là lao vào của mình và Diu đã phải hạ gục. Vâng, bộc phá đang có ở đây. Mình rất là ham. Rồi xong. Vâng, không thể tin được. Cái pha vừa rồi mình quá ham mà. Thật sự ra mà nói thì mình còn cái bộc phá. Mình nghĩ là chỉ cần lao vào đấm thêm một cái nữa đủ tầm mình bộc phá sẽ có một bạn phải lên bản điểm số, nhưng mà sai lầm. Quá sai lầm. Không sao. Thành công nào thì cũng đến từ những sai lầm. Vì thế nên không có gì phải sợ cả. Đang có giao tranh, đó là Wonder Woman với cả vị tướng Arduin. Vâng, Arduin với cả Wonder Woman đang đánh nhau. Thỏ Slim đang đứng phóng bên ngoài. Arduin nằm xuống rồi. Khi mà có sự đẹp trai sạch sẽ đến từ Zephyr thì Arduin không còn sức để mà chống cự. Mặc dù bạn ấy đang cố gắng rất là nhiều luôn nhưng mà không thành công. Slim hiện tại bây giờ đang được 2-0 rồi. Quá hay. Xin bên kia mình thấy bạn ấy khá là mờ nhạt. Sau khi đến sự đàn áp đến từ Ra thì bạn ấy không thể nào thể hiện được những tài năng thiên bẩm của mình. Sóng âm. Trúng rồi, chính xác luôn. Teoanat bạn ấy bang bắn giống như một vị thần ấy. Gặp là bắn quá lợi hại. Mà bắn một cái là bên kia chạy toán loạn luôn. Có đường về. Hay còn gọi là chạy chỉ có đi về thôi. Và không chạy đi đâu được hết. Rất là hay. Đó là Teoanat nó là như thế. Quá mạnh luôn. Rồi trúng rồi. Úi chà. Rất là đen. Bạn ấy sử dụng chiêu cuối đi về rất nhanh. Nếu không thì mình có thể sẽ lôi bạn ấy trở lại. Và lôi vào bụi rậm. Chúng ta làm một tí. Vâng, trúng rồi. Ba là trưởng, trúng rồi, thành công rồi đấy. Slim phóng trúng rồi đấy, nhưng mà bạn ấy không làm được cái gì hết, bạn không dám lao ra. Team mình đã hạ gục được chinh công. Vâng, bạn Zephy, bạn ấy đang lúp trong bụi lùm này, khá là lợi hại. Cuối cùng thì mình sẽ lên trang bị giống như cái bạn chủ nhân bạn ấy trang bị nhá. Mình cũng chả biết là trang bị những món gì. Cứ lên lại đi, có lẽ là quyền trượng. Ok. Và cái gì đây, cái gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Xem mình hai người bao vào lao vào trụ rồi. Vâng, hai người lao vào trụ thì xác định hai người đấy rồi. Không thể tin được. Đó là sự hổ báo đến từ vị tướng Zephy và Wonder Woman. Một nam một nữ lao vào trụ đối phương. Không biết làm gì trong đấy nhưng mà đã phải bị chết rồi. Chết chùm. Trúng rồi. Sao đêm phóng rất là hay. Nhưng mà bạn này phóng trúng rồi lùi về ngay. Bạn không dám đứng lại để mà phong.
rất là yếu. Thế mình đang làm át rất là cao, đó là vì tướng teo nát. Vâng, bạn ấy cứ bật chiêu một chiêu cuối bắn tối thối xả thôi, giống như những cơn mưa gọi là cung vậy, bắn giống như là thời Tam Quốc ấy, phóng rất là nhiều cung bay ra. Vâng, với tem bên kia túi bụi thủ rồi. Vâng, bắn một cái trụ luôn, đứng ở bên ngoài rất xa luôn. Mình đang gọi là có một cái tầm bắn, ôi trời ơi, sau khi mà ngắm cả nửa phút đồng hồ ấy thì cú bắn của mình lại hụt hoàn toàn luôn, lại nằm xuống rồi, John không thể nào mà chống cự được. Mặc dù bạn cố gắng tung cái chiêu 2 nhưng mà đó là cái lỗ lực cuối cùng của bạn ấy. Tung chiêu 2 xong rồi chết, không thể nào về được nữa. Vâng, Wonder Woman vừa quăng cái sợi dây ra nhưng mà không trúng. Và một pha đẩy về thành công nhưng mà không phải là người hạ gục. Bạn ấy trước khi mình được tung cái chiêu cuối vào mặt. Và trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc ở đây mất rồi. Vâng, đấy là một clip, đây là một clip về vị tướng ra của mình nhá. Sau khi mà một số bạn cứ yêu cầu rất là nhiều thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng ra. Vâng, và cái M điểm MVP đã dành cho vị tướng Teo Anat. Quá là hay. Và đấy bắn liên tục luôn, bắn liên tục tùy luôn, không thể tin được. Vâng, là được cái huy hiệu gì thì không biết nữa. Ok, 8-1 luôn, quá hay. Vâng, vậy là trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc ở đây mất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip mình nha. Trong trận vừa rồi mình chỉ găm phục mình một pha gọi là cướp rồng quá hay. Một pha cú đấm tay không chuẩn xác, mọi người có thấy vậy không? Nếu hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.